Coi phim hay không Mẹ ơi, Thắng không có đi ba, nhưng mà Thắng cử anh đi. Anh sai rồi. Anh đã từng chồng tôi, suốt ngày anh chỉ lo ăn, lo ngủ, không quan tâm chăm sóc vợ. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Coi. Anh bị sao vậy? Anh Hạnh, anh bị gì vậy? Đừng 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 đụng với người tôi, đừng đụng với người tôi. Trời ơi, tội nghiệp tôi lắm, con ơi, con không có hiểu đâu. Thôi chờ con ngồi im đó đi, đây nè. Cô trả tiền đi nha. Rồi xong rồi cô tự đón xe cô đi về. Cô đi về nha. Thôi làm gì kỳ quá à. Kỳ cái gì, có tiền taxi trong đó rồi, không có nói gì đâu mà kỳ, đừng có ngại gì hết á. Vậy đi nha. Anh Hạnh, anh Hạnh. Anh làm gì vậy? Anh thay đồ chứ làm gì. Nãy giờ anh đâu? Anh ở dưới phòng mẹ. Làm gì dưới? Thì nói chuyện với mẹ, nói chuyện về cuộc đời, về con người, về món ăn yêu thích đồ đó em. Ờ, bữa nay anh có đi coi phim không? Hả? Hả? Em hỏi anh bữa nay có đi coi phim không? Phim gì em? Thì phim anh rủ em đi coi đó. Phim đó dở ẹt, anh không có đi. Coi chưa biết dở. Phải mà đi mình không thích đi đâu. Ủa rồi đi đâu vậy? Đi xuống dưới nói chuyện với mẹ. Gì kỳ vậy ta? Coi phim hay không anh hai? Phim gì mày? Tình nhân là mãi mãi gì đó. Phim với thằng khùng tao coi đâu mà mày điên hả? Nói gì vậy? Eo thế anh ăn bắp đồ nữa mà. Trời, mày nói cái kiểu cái thằng điên này. Mẹ ơi! Ơi! Mẹ! Gì? Trời ơi, thằng Phúc này nó bị khùng hay sao á mẹ? Tự nhiên nó nói con đi coi phim gì cả thằng khùng này. Ừ, chắc con nhìn lộn ai rồi. Sao nhìn lộn được mẹ? Anh Hải của con mà, cổ đi coi. Cô gì? Cái đâu? Mày lộn. Nè, mẹ ăn quýt đi. Dạ. Chú Phúc. Dạ. Chú nói hai vé coi phim nào. Nè nè nè. Dạ. Mày xuống xuống bé phụ dạ, mẹ mẹ. Dạ. Phụ mẹ này chứ mày nhờ chút. Mẹ. Em thấy đi coi rõ ràng mà. Anh đi coi tim này. Ây da. Ủa anh? Anh nghe. Em nghe má của thằng Long nói là gặp anh ở ngay rạp chiếu phim đó. Dạ đó. Mẹ thằng Long. Ừ. Mẹ thằng Long, nó phải má thằng Long. Ừ thì mẹ thằng Long. Thằng Long là bạn của thằng Minh với thằng Mẫn mình nè. Em biết rồi, nhưng mà em hỏi anh tới rạp chiếu phim làm gì? Thì mẹ thằng Long là hồi kỳ là vô mà họp phụ huynh chung với mình đó. Thì em đi họp em biết mà. Thì đó. Anh tới rạp chiếu phim làm chi? Mẹ. Chứ mẹ ăn chi? Thì mẹ thằng Long. Trời ơi, nói cái gì vậy? Em biết mẹ ăn Long rồi. Mẹ. Anh về rồi hả? Anh mới về. Ủa? Anh có biết bữa nay nhà mình có đám giỗ không? Ủa em ơi, bữa nay nhà mình giỗ ai vậy em? Không biết hả? Không. Có gì ghê quá vậy em? Sao tự nhiên làm vậy vậy? Làm gì đâu mà sao tự nhiên nhà mình làm gì kỳ cục vậy em? Tối qua đi đâu? Anh đi tiếp khách với Thắng. Anh nhậu. Nhậu xong rồi thôi mà em. Nhậu xong rồi anh vô trong quán bar chơi với Thắng. Chơi Thắng xong rồi anh ngủ nhà Thắng luôn. Em gọi cho anh Thắng rồi. Anh Thắng nói anh Thắng không có đi bar. Thì đó, Thắng không có đi ba. Thắng không có đi ba, nhưng mà Thắng cử anh đi. Xong rồi xỉn quá. Rồi cái bạn giỡn, giấu quần. Giờ tự nhiên cái lên hình luôn, kỳ. Anh không anh đi đâu vậy mà. Anh có biết là ba mình khó tính lắm không? Anh biết mà. Hả? Anh biết mà anh làm vậy hả? Không, anh mà đi cả đêm anh không về nhà. Bây giờ về như vậy, em nói ba. Đừng có nói ba nghe chi. Ba! Nghe hết rồi, cái thằng đổ đốt.
Cái gì vậy em? Trời ơi, Vũ Minh chết thiệt đó mà. Ừ, chị biết rồi. Thôi mà em mới về. Nè nè, Quang Anh, lên thay đồ đi con, rồi rồi xuống ăn gỏi cuốn, rồi mẹ đi chiên cá, rồi em lên rồi ăn cơm. Chứ con không ăn đâu mẹ ơi. Ủa sao vậy? Anh ơi. Hả? Anh pha em miếng trà đường nha. Ngồi đi, anh vô anh pha liền nè. Quang Anh, mẹ ơi, Quang Anh. Vậy? Ê, Quang Anh ơi, Quang Anh. Trời ơi trời, cái xe cấp cứu liền con. Số máy để mẹ gọi cho. Anh, anh nói bác sĩ lên về nhà đi. Em ở đây nữa đâu. Không được đâu, em phải ở đây, em phải tĩnh dưỡng ở đây. Anh tưởng là anh không còn gặp em được nữa. Cái gì vậy? Anh sai rồi. Anh đã từng chồng tôi. Suốt ngày anh chỉ lo ăn, lo ngủ, không quan tâm chăm sóc vợ. Bây giờ anh bây giờ ra nông nỗi này, tất cả là lỗi của anh. Ba của tụi con bị gì vậy? Ba bị bất lịch sự á mẹ. Trong phòng này còn nhiều người khác nữa, cho người ta nghỉ ngơi với ba. Không sao. Chồng tôi sống thực vật cả năm nay rồi. Mấy người cứ tự nhiên nha. Mày nghe chưa? Người ta sống thực vật, người ta nghe cái gì? Ba có lỗi với mẹ bị bà. Đây bệnh viện mà. Sao ba khóc mà chảy nước miếng luôn rồi mẹ? Này. Đi sữa gì ngon. Mẹ uống hết đi. Không, em uống đi. Em phải cần tình dưỡng. Em ở đây. Em phải nghỉ ngơi ở đây. Em nói em không sao mà. Anh đừng có làm gì nữa. Không. Em phải ở đây. Em phải ở đây. Cho anh có cơ hội tình dưỡng cho em. Cậu ơi, cậu ơi. Bác sĩ hồi nãy nói á, là chỉ có bị kiệt sức thôi mà. Làm cái gì bù lu bù loa quá vậy? Cô, sao cô nói mẹ con sắp chết? Mày nói gì vậy? Ba, để đi. Hai đứa. Để con dạy nó, lần này con phải dạy nó. Để đi ra ngoài đi. Con còn tình người nữa. Thôi mà, trong bệnh viện mà bù lu bù loa thiệt tình à. Anh sai rồi, hãy cho anh cơ hội. Anh cơ hội sửa sai, anh sẽ chăm sóc tình dưỡng cho em. Anh sẽ lo lắng cho em. Đừng bao giờ như vậy nữa nha. Hãy nghỉ ngơi, hãy uống hết sữa đi. Em làm gì vậy? Em định ra ngoài cửa sổ. Ngồi đó đi, em ngồi đó đi, đừng có đi đâu hết á. Em ra ngoài chút xíu, ở trong này ngoài tù túng quá. Không được, bác sĩ kêu em phải tĩnh dưỡng. Em đi ra, đi đứng không có được đâu. Em đi ra ngoài cửa sổ, em đứng một hồi gió nhập em rồi sao? Em đứng im đó đi, để anh đứng im đó. Thấy chưa, ho rồi kìa. Cái gì vậy? Mày... Trời ơi, thôi được rồi. Rồi đó, em muốn ngắm gì em ngắm đi. Thả em xuống đi. Để anh ngắm đi em. Đã lâu lắm rồi em mới có thời gian rảnh rỗi nhìn bầu trời đẹp như vậy á. Trời hôm nay không sáng. Sao vậy? Tại vì em sáng hơn cả bầu trời. Anh chỉ giỏi nịnh thôi à. Anh nói thiệt mà, hôm nay em sáng nhất, sáng hơn cả bầu trời. Này người yêu hỡi, hồng tình anh đó ngàn năm sẽ mãi không phai. Vẫn muôn đời dịu dàng, vẫn muôn đời nồng nàn tha thiết yêu, dù tình yêu trái ngang. Có sao không? Đã ho thì đừng có hát, để anh hát hết cho. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết đêm dài sâu. Ta yêu em như mây ngang dang biển trời. Ta yêu em như mây ngang dang biển trời. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Hay quá à. Để rồi từ đó ta yêu em yêu không ngại ngần. Cái gì á? Mẹ kêu. Cái gì vậy?
thả em xuống đi. Dạ nha, nha cưng, nha. Em không sao mà. Dạ nha, từ từ ngồi, từ từ thôi. Ủa kỳ, mới qua đi được vợ liệt hả bà? Nói bậy bạ không à, con dâu mình nó cấn bầu. Hả? Con có thai hả? Dạ. Mấy tháng rồi con? Dạ theo tính toán của vợ con được 6 ngày rồi ạ. Mày làm quá. Mới có bầu đó thì đâu có đến nỗi vậy. Dạ, mời ba mẹ ăn cơm. Đây nè, mẹ mới kìa, ăn đi. Ăn bò đi, ăn bò đi. Ăn bò đi con. Ăn bò ăn bổ máu. Đúng rồi, ăn nhiều vô. Cảm ơn mẹ. Ăn từ từ chút chút thôi, có cần ăn xé cho em không? Cái gì vậy? Cho nó. Đây, anh ẩm toilet thôi. Không, được. Trời ơi, nó ăn không được là nó ói thôi, chứ gì mà ẩm nằm quá. Giờ con ốm nghe. Biết thôi. Cái gì? Trời đất ơi, vợ có bầu rồi, chồng cũng có bầu luôn. Có bầu lây dữ lắm hả bà? Gì nữa? Bà cũng có bầu à? Bà tự nó bị nhợn. Cái gì vậy? Mặt không? Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn gầy, có lá buồn đầy. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, yêu em, đưa em một lần, đưa em vào mộng, đưa em vào đời, một trời yêu thương. Hey! Và bây giờ xin giới thiệu nữ ca sĩ Linda đến từ Anh Quốc. Nữ ca sĩ Linda xin kính chào quý vị khán giả. Bài hát Linda được gửi đến quý vị khán giả được mang tên là Đường Cong. Hey! Vì em là ai? Thôi được rồi. Không còn một bài nữa. Bây giờ nữ ca sĩ đến từ châu Phi. Giọt ba những sáng chua cay này, lưu bèo như đá ru ca buồn, lang thang bước với nơi đau. Ai vách với trái tim ta tạt nguyên. Giờ thì em mới hiểu cảm giác của bà nội rồi đó. Sao vậy? Anh mà làm nữa em giận á. Ủa sao giận, anh còn nhiều trò lắm á. Tại em mắc cười mà em cười hỏi mệt đó. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Anh yêu em quá à. Em cũng yêu anh quá à. Ủa sao tự nhiên em khóc vậy? Có, tại vì em cảm động á. Yêu em quá à. Mình ơi, chú ok đến bên đời anh như một cơn gió, như một định mệnh. Chú ok giúp anh hạnh phúc, giúp anh hiểu được thế nào là tình yêu. Cảm nhận từ em rất sâu sắc Hoàng Anh. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh. Anh yêu em nhiều lắm. Chồng ơi, anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà em chinh phục được. Chồng của em, Nguyễn Đức Hạnh. Em yêu anh Hoàng Anh. Anh yêu em. Em